Giá gà vịt tại các trại cụ thể như sau, giá gà thịt lông màu ngắn ngày, miền Bắc dao động trong khoảng 60.000 đồng mỗi kg, gà thịt lông màu ngắn ngày, miền Trung dao động trong khoảng 61.000 đồng mỗi kg, gà thịt lông màu ngắn ngày, miền Đông dao động trong khoảng 34.000 đồng mỗi kg, gà thịt lông màu ngắn ngày, miền Tây dao động trong khoảng 35.000 đồng mỗi kg, gà thịt, miền Bắc dao động trong khoảng 24.000 đồng mỗi kg. Gà thịt, miền Trung dao động trong khoảng 27.000 đồng mỗi kg. Gà thịt, miền Đông dao động trong khoảng 27.000 đồng mỗi kg. Gà thịt, miền Tây dao động trong khoảng 27.000 đồng kg. Giá vịt thịt Super Em, miền Đông dao động trong khoảng 34.000 đến 35.000 đồng mỗi kg. Giá vịt thịt riêng bao, miền Đông dao động trong khoảng 35.000 đến 36.000 đồng kg. Giá gia cầm tại các địa phương cụ thể như sau. Giá gà mía tại Nghệ An là 93.000 đồng mỗi kg, tại Phú Thọ là 93.000 đồng mỗi kg, tại Hà Nội là 92.000 đồng kg. Giá gà Minh Dư tại Hồ Chí Minh là 58.000 đồng mỗi kg, tại Đồng Nai là 58.000 đồng mỗi kg, tại Đắk Lắk là 57.000 đồng mỗi kg, tại Nghệ An là 55.000 đồng mỗi kg, tại Phú Thọ là 50.000 đồng kg. Giá gà ri tại Nghệ An là 64.000 đồng mỗi kg, tại Phú Thọ là 50.000 đồng kg. Giá gà nòi tại Cần Thơ là 66.000 đồng kg, giá vịt tại Hồ Chí Minh là 37.000 đồng mỗi kg, tại Đồng Nai là 37.000 đồng mỗi kg, tại Cần Thơ là 37.000 đồng mỗi kg, tại Đắk Lắk là 35.000 đồng mỗi kg, tại Nghệ An là 37.000 đồng mỗi kg, tại Phú Thọ là 38.000 đồng mỗi kg tại Hà Nội là 38.000 đồng kg, thị trường giá trứng gà hôm nay lại thêm một ngày yên ắng, không có biến động mới nào được ghi nhận. Giá trứng gà trắng loanh quanh trong khoảng từ 1.900 đến 2.400 đồng mỗi kg, trứng gà đỏ vẫn thấp hơn, giữ giá bán từ 1.700 đến 2.000 đồng kg. Kỹ thuật nuôi gà thả vườn lấy trứng mang lại hiệu quả kinh tế cao, cần chọn gà mái đẻ chuẩn chất lượng giống gà mái chọn lựa như thế nào sẽ quyết định nhiều đến chất lượng trứng gà. Vì vậy, người chăn nuôi da cầm muốn thu hoạch được lứa trứng hiệu quả, gà mắng đẻ trứng. Vậy thì nên chọn những con gà mái có các đặc điểm như gà mái chân cao, mắt sáng, mọc lông sớm. Đặc biệt nếu so gà mái thuần chủng với gà mái lai, vậy thì chọn giống gà mái thuần chủng sẽ có hiệu quả đẻ trứng tuyệt vời hơn. Để đạt hiệu quả mang trứng đi ấp tỷ lệ nở tốt nhất, Vậy thì bạn nên lưu ý kết hợp giữa các giống gà trống và mái, ví dụ như mang giống gà ri kết hợp với gà tàu vàng, thường một con trống sẽ kết hợp với khoảng 8 con mái. Nếu bạn để trong một đàn gà số lượng gà mái quá nhiều thì lúc này chất lượng trứng có thể không đáp ứng yêu cầu. Chuẩn bị chuồng cho gà mái đẻ. Nếu mục đích nuôi gà để lấy trứng, vậy thì chuồng cho gà mái đẻ cũng sẽ cần thiết kế khác với chuồng nuôi gà thịt. Đặc điểm của chuồng gà mái đẻ trứng đó là chuồng gà cần làm ở một nơi thoáng mát, sạch sẽ, ổ được lót rơm hoặc vật dụng giữ cho gà sạch sẽ. Đặc điểm của gà thảo vườn đẻ trứng đó là thích nhảy cao, vì vậy khi thiết kế ổ gà, nên để ổ gà cao hơn mặt đất khoảng 1 mét. Nền nhiệt độ thích hợp nhất cho gà đẻ trứng là vào khoảng từ 20 đến 25 độ. Nếu không gian cho gà đẻ trứng thường xuyên có nền nhiệt nóng, lúc này hiệu quả đẻ trứng dễ bị giảm sút. Chuẩn bị thức ăn tốt cho gà đẻ để gà vào quá trình đẻ cho trứng nhiều và lượng trứng đều đặn, người chăn nuôi cần lưu ý chế độ dinh dưỡng. So với gà lấy thịt, gà đẻ trứng cần được chăm sóc và có chế độ dinh dưỡng hợp lý hơn. Cần quan sát gà đẻ trứng, xem gà có đang trong trạng thái bị gầy hay không. Nếu gà gầy, nhiều xương nhô lên, vậy thì cần bổ sung thêm các thức ăn giàu dinh dưỡng. Mẹo kích thích gà đẻ trứng thảo vườn cho năng suất cao. Sau đây là một số mẹo để gà đẻ trứng năng suất tốt nhất kích thích hốc ngôn gà với ánh sáng, khi kích thích hốc môn của gà với ánh sáng đúng cách, vậy thì gà sẽ cho năng suất đẻ trứng tốt hơn, dùng máy ấp trứng cài ấp cho gà mái, nếu cần duy trì giống gà hoặc muốn ấp để lấy gà con vậy thì nên tham khảo sử dụng máy ấp trứng. Với máy ấp trứng, gà đẻ trứng sẽ không mất thời gian để ấp trứng, điều này giúp gà mái khỏe mạnh và tiếp tục quá trình đẻ trứng tiếp theo của mình, mang lại hiệu quả trứng đẻ cao và trứng được đẻ chất lượng.